Một người chết, 12 người bị thương sau khoảnh khắc ngủ gục này của tài xế xe tải. Vụ tai nạn xảy ra tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vào chiều 8 tháng 10 năm 2023. Đến ngày 10 tháng 10, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải Phạm Văn Huân, 29 tuổi, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây tai nạn giao thông khiến một người chết, 12 người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 8 tháng 10, tài xế Phạm Văn Huân lái xe tải mang biển số thành phố Hà Nội, lưu thông trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, hướng từ tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe tải đến đoạn đường thuộc km 13 800 đường tránh thị xã Buôn Hồ, tài xế Huân buồn ngủ khiến xe tải lấn sang phần đường ngược chiều. Sau đó xe tải xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ biển kiểm soát tỉnh Đắk Lắk do anh Phạm Phú Quý, 37 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Lê Quốc Huy, 27 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông tử vong và 12 người khác trên xe khách bị thương. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Phạm Văn Huân đã đến Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú và khai nhận hành vi gây tai nạn giao thông. Tại bệnh viện, anh Phạm Phú Quý, tài xế xe khách cho biết chiều 8 tháng 10, anh chở theo 12 người từ tỉnh Đắk Lắk di chuyển sang Gia Lai và Kon Tum để du lịch. Trước khi xảy ra tai nạn, anh thấy xe tải lấn sang làn đường của mình một cách bất thường. Dù anh Phạm Phú Quý đã nháy đèn, ra tín hiệu, nhưng tài xế xe tải không có phản ứng. Sau đó anh Quý đã đánh lái xe khách, tránh cú tông trực diện từ xe tải, nhưng xe khách vẫn bị va chạm vào hông dẫn đến lật nghiêng.